Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu AK-47 Glory, một khẩu súng có cận chiến rất là to. Người ta hay gọi là khoai to không lo chết đói. Vâng, khoai to thì to thật nhưng nó cận chiến nó vẫn là chọc thẳng về phía trước chứ không phải là chém ngang. Nếu mà to như này mà làm chém ngang thì tuyệt vời hơn. Nhưng không sao, chúng ta đã có Revive Inferno, chém ngang chém dọc tùy ý. Vâng, cái cây AK-47 này thì nó thiên về thông đích hơn là chém ngang. Đấy. Úi trời ơi, bình tĩnh thôi, đừng hứng chó. Rồi tôi dòng rồi, gãy. Vâng, bạn ấy hứng chó leo lên như một vị thần và nằm xuống như một thằng đần. Té thôi. À, tơ này. À, đủ, có hero. Tuyệt vời. Vâng, mình đợi giây phút này rất là lâu rồi. Đấy, chạy đâu? Con lợn này. À, chị cương thi từ từ thôi. Đợi mình ăn. À, này đi. Thích thể hiện này. Úi dồi ôi, hai ba con nhấp nháy nó cứ nằm ngay phía trước. Đậu xanh. Làm sao em cưỡng lại được. Này thì đường nào cho nó thoát bây giờ. Anh Tơ đâu? Úi dồi ôi, sao anh Tơ lại có những... Chị Tơ lại có những cái thằng ba bọc như thế này nhở? Bằng giống non thì cầm lưỡi hái vung vẩy các kiểu. Bằng như kiểu thằng nghiện ấy. Hay rồi, anh Tơ AFK hay lắm đêm ơ. Hay lắm đêm ơi. Đâu rồi? Gì đây? Dồi ôi, nó thấy con Tơ nằm xuống lắm. Nó không sợ kìa. Này thì không sợ này. Đấy, phải sợ đi là vừa. Còn con cuối cùng. Ok. Sao lại AFK nhiều ấy nhở? Vâng, cái lưỡi lê cận chiến thì nó cũng khá là phê. Tại vì mình thấy nó to vậy thôi chứ thực sự cảm giác nó bá hơn một tí thôi. Chứ cái phạm vi cận chiến chắc là nó cũng như những cái khẩu AK-47 có lưỡi lê khác thôi. Chứ nó không khác gì. Tại vì nó cũng chọc thẳng về phía trước mà. Nó có phải chém ngang đâu. Ừ, mình rất yêu thích cái vụ chém ngang nhá. Nếu mà nhà phát hành ra cái khẩu súng AK-47 nào mà chém ngang thì rất là tuyệt vời. Dồi ôi. Này thì đứng đến đây. Bút kêu này. Bút kêu hay là bút cu. Đâu rồi? Này. Này đi. Úi dồi ôi, chạy nhanh thế. Thằng này chắc là có mua thêm giày tóc biến này. Đậu xanh. Vâng, bạn mua chỗ nào cho mình mua với. Mấy cái thằng ở thùng hàng nhá. Bố mày nó không nhìn rồi. Bố mày không thèm lên rồi, còn đứng từ xa vẫy nữa. Vâng, vẫy hẳn đùa gắt linh luôn. Ai chết nhầm, gắt linh gun luôn cho nó chất. Gì đấy? Lượn đi đâu? Bây giờ lượn đi đâu, cái định vậy. Rồi ơi. Vâng, quả đấy mình cầm ngay quả bom, lao xuống ngay trước mặt. Em không thể cưỡng lại được. Không biết nên ném quả bom trước hay là cất bom vào. La. Vâng, một thiên nhiên chát lên la. Ok, có quả bom rồi. Ăn bom đi cưng. Úi dồi ôi. Thế đây nào. Hình như mình thấy hơi bị hư cấu nhở. Ăn quả bom thì nó phải chết. Chứ thế đếch nào là ăn quả bom thì nó có hero. Hư cấu vậy. Này thì solo này. Đùa với Tơ lại hơi bị sai nhá. Tuy nhiên nguy hiểm. Úi dồi ôi. Bật nhầm. Vâng, mình đặt cái nút cận chiến đặc biệt với lại cái nút khiên đặc biệt của con Tơ ấy. Thì nó quá gần nhau nên ấn vào thì nó sao sao ấy. Cảm giác là nó không được kích hoạt được. Thấy quen, bạn Tơ thấy quen quen. Ok, I'm fine. Quen quen rồi đấy, đậu xanh. Chát lên chữ NT nữa là thôi luôn. Vâng, quả này bị cả phòng hiếp rồi. Vâng, những cái clip sau này, những cái trận sau này chắc chắn mình sẽ rất là khó khăn trong việc đi săn đây. Vâng, mình chắc chắn điều này. Này thì NT kìa này. Kìa làm gì? Làm gì? Bây giờ làm gì ấy? Ăn ngay quả táo, đậu xanh. Úi dồi ôi, khẩu này nó xấy phê phê đấy em ạ. Không biết bắn C4 như thế nào nhưng bắn zombie ấy là tuyệt vời. Đám to, xấy ổn. Như này thì cần zombie không phải là chuyện khó. Úi dồi ôi, mình xuống đây rồi. Ở đâu đến đấy nữa mà lên đấy mà hóng hớt. Ai, mấy thanh niên buồn cười vãi. Qua đây rồi, vẫn qua đấy. Nói hơi bị hại náo một tí. Chắc chắn anh em không hiểu. Thôi chỉ có những người trong cuộc mới hiểu thôi. Để cho nó qua mà nó không qua kìa.
qua đây ăn ngay một trận chiến. Vâng, được tặng thêm, tặng kèm một nụ hôn. Rồi, đường nào cho nó thoát bây giờ? Gì đây, đúng rồi. Úi dồi ôi, úi dồi ôi. Thôi, em sợ. Vâng, tính chạy tí thôi mà. Làm gì mà căng, không lấp ló cái đầu. Làm người ta hết cả hồn. Đấy, lại hứng chó. Rồi, tôi xong rồi. Úi dồi ôi, lỡ tay. Sorry bạn, thôi quả đấy mình lỡ tay. Quả đấy phải nhấp nháy cơ. Nhấp nháy rồi kết quả là các bạn sẽ được lên TV cơ. Thế đấy nào, nó lại thay đổi vận mệnh. Vâng, hiếp nó. Ok, I'm fine. Rồi hiếp đi. Hiếp đi, sao lại AFK thế này? Úi dồi ôi. Trời mốc lốp kìa. Khốn nạn vậy. Rồi. Này thì móc lốp này. Móc lốp này, úi dồi ôi, nó đấm mồm. Phải gọi là không còn gì bằng. Đấy, đấm mồm tầm 5 tam. Quả này rất là mạnh. Rồi, nhấp nháy. Ok, lượn vào đây. Úi dồi ôi. Chậm một giây nữa thôi là bạn đã lên bàn thờ rồi. Tiếc thế. Đua top không? Úi dồi ôi. Cái top thì nó nằm trong tầm tay của mình rồi. Thì gì gạ đua top được cái đếch gì nữa. Vãi xoài. Đậu xanh. Mồm thì hô hào, hiếp ân. Miệng, tay thì đua top. Ok. Rồi. Úi dồi ôi, Tùng Hạng lại liên tiếp thất thủ. Vâng, trận này khó rồi. Những anh em coi tay. Úi dồi ôi, kinh thế. Ơ quả đấy mình thấy mình nhảy rồi vẫn mất giáp. Thằng Thu đi để lại là vàng. Bạn ấy đi, bạn ấy lấy luôn cái giáp của mình. Ơ mình chả lấy lại được cái gì hết. Nó chả để lại mình cái gì cả. Ơ quân ăn cướp. Đây tớ ơi. Thế đâu ấy? À đi nấp à? Đi nấp là sai rồi. Úi dồi. Quả đấy mình dừng lại, mình tính để cận chiến cơ. Thế đếch nào nó lại headshot. Úi dồi ôi, nhấp nháy kìa. Nhấp nháy kìa. Này thì nhấp nháy mà còn cố ấy. Rồi, tuy nhiên Cương Thi, đúng rồi, tuy nhiên chơi thử. Vâng, qua bao nhiêu năm tháng thì anh ấy cuối cùng cũng bị cận chiến. Lại có hero thì dễ rồi. Vâng, mình ở đây, cứ lên đi. Mình cân tất. Sẵn sàng cân tất. Úi dồi, nó lên được rồi. May quá, quả đấy mình vẫn thấy được nó lên. Chứ không thì sấp mặt rồi. Đây. Lên này, úi dồi, không trúng nha. Úi dồi, ngáo ngơ. Này thì hiếp ân này. Này thì đua top này. Đấy, đua không. Cô là ai? Tôi không quen. Cô đi ra đi. Đông vậy. Đi ra. Biệt ngay mà. Nó bảo đi ra rồi. Đậu xanh. Khốn nạn vậy. Vâng, không chat thì chắc chắn là có rồi. Vâng, quả này đua top đi. Hay đua top như một vị thần. Vâng, mình tin bạn là bạn sẽ hơn mình. Vâng, xong rồi. Không biết là sẽ ân gà. What the fuck. Thế đéo đâu, mình cầm top mà chê mình gà là thế đéo đâu. What? Ơ kìa. Móc lốp kìa. Này thì móc lốp này. Vâng, bạn nào đấy chửi mình gà. Ok. Này thì ok. Úi dồi ôi, thế nhưng cầm to. Đèn thế, vâng. Chát đùa top. Nhưng trận nào cũng cầm dương bài với cầm tơ như thế này thì làm sao mà đua được. Điên khổ. Còn té thôi. Dương bài quá đông để thể hiện. Mình không thể thể hiện được trước đám đông. Quyết định là té thôi. Này thì lượn đường nào này. Úi dồi, tôi xong rồi. Anh em đâu? 500 anh em đâu cover? Đúng rồi. Ok. Không bị biến kìa. Vãi xoài. Cái quả đấy mình tưởng là nó sẽ bị biến zombie cơ. Mình không nghĩ là bọn kia sẽ cover được.
Thì mình sẽ quyết định là chạy qua kia để What the fuck? Đâu ra vậy? Máy xoài. Ôi mình tính qua đây thẩm du vùng bọn này. Từ đây nào. Không biết thế mình sẽ không qua. Ôi mình tính qua đây đứng với nó cho vui thôi. Tại vì nó cover cho mình mà. Mình tính lên Xiaolin với nó một tí. Từ đây nào bị cào. Đèn thế. Úi dồi ôi. Ghê vậy. Rồi đảo như rang lạc ý. Vâng, cầm hero như thế thì hay đấy. Rồi nhưng không thể qua được mắt ân đâu. Khó lắm. Ở trong mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem này thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh của mình nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.